con máy nữa. Ôi, xuống cái bộ đèo nè. Hả? Con đen cạnh luôn. Đâu? Ôi ơi. À, đen bự. Nó tuyệt vời không mọi người đó. Hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay mấy chú cháu mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi xúc cá lia thia. Yeah. Lia thia đồng nha. Yeah. Lia thia đồng cái gì đâu, yeah. Ồ quên rồi. Làm thế nào giờ không biết rồi, yeah. Đứa nào xúc nhiều Út sẽ thưởng cho 500k. Yeah. Rồi đi đi tụi con. Khoan, Út ơi. Hả? Sao mới cái đầu Út nói ngắn gọn xúc tết nói được hai chữ yeah à? Ba chữ yeah mày. Sao? Ba chữ yeah. Ba chữ yeah. Sao clip này á Út cho tụi con chào Út ba chữ yeah à? Để lát tao kêu Út á, clip sau cho thêm chữ chó nữa. Ờ. Là hai chữ yeah, hai chữ chó. Hả? Hợp lại là yeah chó. Hả? Mấy em biết sao nào Út chào ngắn gọn vô không? Sao? Sao? Có nhiều bạn comment nói yêu chó mà nói nha 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 nha. Mày nói cái quái gì hiếu? Mọi người comment hay yêu chó mà nói chuyện nhiều chơi đồng bài đó, nay Út chẳng ngắn gọn vậy đó. Mày biết sao mọi người comment vô không? Sao? Tại vì thấy chút đàn bà quá mày ơi. Hả? Bữa nay Út cho nói nhiêu đó là xong, đi. Dạ. Lấy đồ xúc đi. Dạ. Khoan khoan để Út mở cái nẹp cho coi. Bây giờ Út cho tụi con thời gian là bao nhiêu? Bây giờ là 3:25. Dạ. Tụi con xúc tới tối về. Hả? Vậy Út cho vợ chứ hả? Út coi vợ để Út biết thôi mày ơi. Rồi. Nè Hiếu ra. Cái đầu Hiếu nó cũng xích cò nữa kìa. Dạ. 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 Ủa. Sao? Đâu mà xui dữ hả? Thế chứ đâu mà kìa. Ơi. Con cỏ bay ngang rồi nó đánh dấu lãnh thổ trên đầu. Có đủ rồi. Thời gian của hạn xuống đi em ơi. Để đi con vô con vô. Một thời gian xuống trước nào. Cho ơi. Yeah. Ơi. Dạ nữa đây xe bay làm gì? Ờ. Bay xuống cỏ nghiệp quá. Đi luôn đi. Cái gì? Mở xe xuống quá quá. Gạch quẩn. Gạch quẩn. Cá này có không? Hả? Ôi, vô không? Quá nhiều bọn ơi. Đâu? Ôi, cá đi thế. Cá đi thế. Đâu? Em cẩn luôn. Đâu? Chào. Trời ơi, phải chào không? Ủa này lấy thêm không? Cái này mà đem về kho khô thầy. Hai con luôn. Đâu? Nè. Wow, hai con. Ê, gớt. Con chỉ bắt được mấy cá bự thôi. Không xù được hai con đen. Trời ơi, dữ. Này muốn đỏ. Ê, con này bỏ lại. Sao? Cái máy. Bây giờ là Út quy định như thế này nha. Dạ. Út lựa tại đây luôn nha. Dạ. Sao vậy đó? Gì hả? Thằng nào xúc xong đem lại cho Út, Út diệt. Dạ. Để cho Út diệt rồi mới bỏ vô cái keo. Dạ. Tại vì mình để vô cái keo một hơi nó sẽ trắng rồi nha mọi người. Khó lựa luôn. Nè nè, đưa đây. Đưa đây Út coi. Nè, để mình quay cho mọi người xem nè. Mới đầu tiên nó vô nó còn đen nè. Còn màu đỏ, màu đen ha, rất là đẹp nha. Nhìn rất là nam tính nha. Một hơi là nó sẽ trắng nhát hết. Wow, khổng lồ. Đây. Wow. Đó. Bạn gắn đi trước đi nha. Tao nói sao tao không hội chót được. Đó. Đây, diệt. Một nè, xẻ cái tay lại ra cho các bạn xem rồi nó. Mọi người vô nè. Nó đang thu như thế này nha. Một lát là phong xù sẽ bắt ra là nó màu trắng. Đi vô. Hai em bự. Con. Phong xù xúc khéo quá. Nhiều khi nó ở trong những cái cục nhỏ như thế này nè. Đó, nhiều khi nó ở trong cục cột đơn nhỏ nhỏ này. Hai con để bên, còn bên đây con đạp lại nè. Dàn dàn lại. Đó. Mấy anh em gắn xúc dài dài sai trước đi. Mắt mấy con bể chậu thôi, còn cái đi thiên á sao tôi hưởng cho. Quay! Quay! Nhiều quá, dữ hả? Đâu đâu đâu, ốc coi. À, còn trống nè mọi người nha. Không phải con nào lúc nào nó cũng đen nha. Có con đỏ mà bự như thế này nha. Ôi ôi. Đó, Út diệt luôn. Đéo. Để một hơi mấy cái con này á vô là hơi nó trắng dữ nữa. Nó có đó. Bấy chậu chậu rồi. Quay. Bấy ta. Bấy chậu à. Cái gỗ của con sầu tội nghiệp nhỏ nhất luôn. Mà bắt cá nhiều nhất luôn. Cái gỗ nhỏ là đã thua người ta hết một phần rồi đó. Mình xúc cái mình để sâu một bên vô xuống như thế này cái mình lùa lùa xuống. Có là nó sẽ chạy qua bên đây nha. Mấy chậu à. Mấy cái đâu? Ờ vô con nhái nữa kìa, con cá sặc nữa. Lớn như thế Nam. Ké ké ké, gọi vợ vợ. Ké mà có đá thì Nam nè. Hơi cũng có nè.
không có cái nhớt của con cá luôn ta. Thường là nó có cái bọt bằng ngón tay vậy nè mọi người. Đâu đây con cá mái rồi. Đi dễ không rồi, không dễ xui lắm. Ừ, con hên không? Đâu đâu, này mái luôn không? Con ôi. Ôi, hên, ôi. Ôi dồi ôi. Cái bộ gió của chị kia thiệt, chút cái kia là thua. Kinh thường đi. Ông có ăn cái gì nữa? Con cá bể chầu con ơi, thả đi. Mấy chú cháu mình chỉ bắt những cái con trống thôi nha mọi người. Mấy con mái mình để lại cho nó đẻ, mai mốt mình có mình xúc mình chơi nữa. Con gì? Ôi đây nè. Ôi trời ơi. Xin xa. Bắt về đá luôn rồi. Con này bắt về có nước kho khô với đá vậy không bà chầu. Từ từ thôi, mình đùa tới từ từ thôi. Đâu có đùa nhanh được, đùa nhanh nó đâu có đi đâu, dội lại. Trời ơi, ba con gì con bỏ nước vậy không? Thôi lên này. Wow, quá trời bé chậu luôn. Ra làng lên. Ủa mấy nào em xúc rồi, em nào cũng đi xúc nó dở quá về đây. Bỏ cục sớm. Em này được chưa? Cái mái rồi. Con cá mái con ơi. Sao đen kìa? Đen nè mà đen. Út tính từ lúc xúc này luôn nè, con nào đen trống lấy. Nay hình như là có người xúc rồi hay sao ta. Mỗi khi mấy chú cháu mình xúc nhiều lắm á. Con xù hên quá. Mới vô xúc hai gỗ hai con luôn. Trời ơi trời. Đâu? Wow, đây đây đây. Đâu đâu đâu. Nè. Trời ơi. Cá lên tỉnh luôn. Rất là tuyệt vời con cá. Đây 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 đây. Ôi. Nè. Mọi người xem nè. Quả trời con cá nó đen. Có con màu đen, con màu đỏ nha mọi người, chứ không phải con nào cũng đen như thế này nha, mà bự gì đâu nha. Con này nó bự dưới trời. Rồi nè. Đã quá. Rồi chúc mừng thầy Nam được một con. Thèm cá thầy Nam dữ. Đây đây. Mọi người xem là để vô nó còn đen thui luôn nè. Đó. Yeah. Sao con? Mắt nó dính cái miếng này nè. Dính gì? Trời ơi. Con mắt sao của con có cái tròng đen đó nè. Đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi. Sao mà dính cái bông có gạo vô à? Ủa, xì ke. Cái gì đây xì ke ơi. Ui, bự tí vậy. Đèn thu luôn. Con này nào. Ngộ cá hả? Ngộ cá. Thôi đâu, không có cá con gì. Ê, ê, ê. Chạy tao. Ê, con cá con. Chút xíu nữa thầy tôi rồi. Thì ăn cá. Con cá mái nè. Thả là đi cho nó đẻ, mai mốt nó nhiều nhiều mấy chú cháu mình bắt tiếp. Con phải dặn từ từ vậy nè. Có là nó sẽ đi đầy đẳng, hiểu không? Con cá nó đi từ từ ra. Đó. Rồi. Nó thấy chưa? Út nói mà. Vô cá mái còn phải chầu. Con mái còn phải chầu. Đúng rồi, đây. Đây là những con cá mấy chú cháu mình cần đi. Mày giải da đen rồi, cần gì con cá đen kìa. Thôi, tao quá rồi. Nãy giờ tao buồn quá trời, con não hết trời. Tao có đừng con nào đâu. Lại em hả? Trời ơi, cá lúc này nó to thật mọi người đây nè. Quá bự luôn. Ồ, đã. Đã quá rồi. Rồi, để vô. Ê, rồi. Rồi, rồi. Cẩn thận. Đó. Nhìn ra kệ nó con, nó vô nó rớt đất kìa hả? Rồi, một con. Yeah. Ok. Rồi, phong trụ thầy Nam làm gì mà lội luôn dưới vậy? Nè. Rồi, rồi ok ok. Nó không đen cho mấy nhưng mà con này là con trống nha mọi người. Đưa đưa xẻ tay kìa. Đó. Nhưng mà vậy được không ơi? Nó đỏ. Ôi. Có con màu đỏ, có con nó màu đen thù lùi à. Tùy theo nó ở cái vùng nước ở dưới đây hay sao á. Ê, có một em. Một em. Ok. Hiếu mập được con nào chưa? Wow, diện cá rô mà quá. Wow. Hey, hey. Wow, có chạy ra liền thấy chưa? Đó. Yeah, hai con. Con đang thui nữa nè. Nè. Đã chưa, đã chưa? Những con trống thì nó màu đỏ đỏ, rồi có con màu đen thù lùi nha mọi người. Đó. Rất là to luôn, cá lúc này bự không? Quang ơi, quang. Đâu, đem bên đây coi. Bên cây luôn. Ờ, đây một em nữa nè. Rồi, dẹp, dẹp.
Một con mái, một con trống. Đây là con mái nè. Vô nhái đi con. Cái gì xúc nhái không xì ke? Trời ơi, xì ke xúc nhái bầu không? Đen thu luôn. Đó, thấy chưa? Đen thù lù luôn con á, con đen á. Mèo bỏ cỏ đi, về đi. Mèo xúc lại thầy đâu? Đó, nó cái bọt á, thấy không xì ke? Đó. Cái bọt. Nhà nó ai? Cái bọt. Vô. Trời ơi, vô con mái rồi, con trống đâu, xúc nữa, xúc nữa. Trời ơi. Ổn ghê luôn cái bọt. Đây nè, phong sâu cái bọt đi thía nè. Nè. Trời. Đây nè cái bọt nè mọi người. Đó, nó chỉ về lớn vậy thôi nha. Trời ơi, nó xúc sao? Con mái con nè. Mái nữa, con trống đâu? What? Quay lại nè. Con mái nữa. Ôi, xúc cái bụi đèo nè. Ôi. Hả? Con đang cạnh luôn. Đâu? Ôi. À, đen bự. Đó, tuyệt vời không mọi người? Đó. Rồi, vô keo đi con. Đây nè phong sù ở chỗ này nó chưa có dặn nè. Đó. Ôi. Gì vậy? Ba con nhái cũng lượt luôn. Quay. Hả? Không đâu luôn. Đó, đây thấy thấy chưa phong sù. Quá đã câu ơi. Cái bọt cái mấy đứa nhỏ nó dặn dặn cái nó chạy vòng vòng đó hả? Quay. Sao bắt được với anh? Đó, để cái chờ cá đó cái úp nước luôn khóc luôn. Ê, quê quê. Ê, sao vậy mày? Khỉ hả? Cái mèo này thấy ngon quá. Xài, tôi có thầy. Một em đó nha mọi người. Ồ, nó chiếu nè. Nó trống nè. Đâu? Ôi. Cái vậy? Tà. Thôi, 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 làm ơn đi. Dẹp dùm cái con nhỏ xíu xìu xìu đó đi. Bọt đen còn cứng. Cái con nào đen quyền mới được. Cá trống mà nhỏ cũng bỏ luôn. Đây nè, trong đây có cái bọt nè, nè. Thôi nó xúc vậy là không thể nào vô rồi. Hên xui thôi. Vô ra nè. Quay. Nè qua đây rồi nè, thấy chưa? Đó, ok chưa cái bọt mà. Mình nhìn thấy cái bọt nó là dễ xúc nhất nha mọi người. Cái bọt của nó y như là cái bọt cá sặc nha mọi người, nhưng mà nó chỉ bằng ngón tay vậy thôi. Nó vô đó nè. Tay vô luôn nè. Cá bự hay không? Đâu đâu có úp coi coi. À, cá trống mà. Thầy ăn tính dục rồi đó. Đây mọi người, đây là con cá trống nha. Đó. Quay 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 đâu con cá ngồi sền hả? Nó chẹo thơm phức luôn, bự bành kia luôn. À, mày hỏi mày ăn đi. Con gì á? Cá ngồi sền tài con cá bự lắm tài. Cá ngồi sền cũng kêu nữa. Ai kêu? Tự nhiên dạng tự lại cho ai kêu chứ tôi luôn. Quay 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 bự bành kia luôn. Một em nữa. Một cá bọn. Rồi cái này. Nó thấy chưa? Vô nữa thấy chưa? Sao dạo này xúc cá lô thi thất bại quá ta? Hồi nào nhà mày có đi đường nào đâu thất bại? Có xúc ở nhà nó nằm mơ cái gì vậy? Rồi tới giai đoạn ăn mới cây. Tù quá có cái bọt nè. Tù quá bọt quá chứ bự. Thì có không kìa? Không. Có cái bọt cá sặc mà nó bọt cá lô thi đầu xuống. Rồi tưởng nó bọt cá lô thi không? Đây là cái bọt chính hiệu nè. Rồi có không ha? Có không mà mày ơi? Ừ. Tại sao cái nước bọt có nam nhiễu đây mà. Tự nhiên ba xuống chi vậy? Ơi. Tụi nó bọt cá thi không? Wow, cái bọt đi thi không nè. Xúc cây. Đừng hòng dụ ta. Thôi mày không xúc mày. Ôi, ta đi tỉnh luôn. Ôi, sao chứ à? Quá là VIP rồi. Trời ơi. Đây là cái bọt cá sặc. Còn đây là cái bọt cá lia thia nè. Đó, nó nhỏ xíu, nó nằm ngoài cọng cỏ mọi người thấy không? Dốc xúc thử coi có không. Nó, trời ơi, nó đổi cái cây lên rồi. Nè, Út dở lên một cái nè, con coi nè. Không có. Nó, thấy chưa Nam? Thấy chưa Nam? Đây cái bọt cá lia thia nữa nè. Tại nó mắc cái đống trà rồi. Nó vô rồi nè mà không biết trống máy thôi thấy có đó. Ôi, ôi. Ôi.
cái con này là con trống nhưng mà nó còn tơ quá, bỏ đi con ơi. Ở đây không có chỗ cho ta chung thân rồi, mình phải đi chỗ khác mới được. Dạ, mình sẽ chôn thân lắm thật. Oh my god. Vô cá mái rồi, xung quanh có cá trống đó. Xích ngoài đâu coi. Cá mái nè. Rồi rồi, vô lươn, phát lươn không? Lươn. Lươn, con. Lươn nè. Xúc cá li thia tính lươn gì? Lươn con. Nè mọi người. Gắn không? Gắn điều điều. Còn lươn con. Ủa? Hả? Cái này đâu phải cá mái đâu. Lươn con á, dùng nước thối này nó cũng đen thù lù luôn. Cái thông thôi là nó cũng màu vàng. Út. Ừ? Con này trống mà. Mỏ tơ. Mái không ơi. Ui. Ui. Bọt bọt bọt. Ui. Của tôi. 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 Mày hả? Trai chạy ra luôn mày. Lứa đen cảnh như con nào đó hả bác? Trời ơi, xúc lại vẫn có bình thường. Bậy. Trời ơi. Bậy. Bâu không à. Ôi vô nè, vô nè. Vô 10 cái nẹp. Đen cảnh luôn. Wow, đồ nguyên cái luôn. Siêu to khổng lồ luôn. Wow. Nay chú để xúc cái thì thả mày ra con. Ở dưới chỗ em đi đây gì mời hay. Những cái nhậu thoải mái có xỉn em vào thôi. Cái kia vũ ba mông quang cá lóc. Cái này nướng chua anh ngon lên tới nóc hết thuật. Ờ nhầm hết thuật á chứ mày thuộc hết bài tao té anh gọn luôn á. Hát sai không biết. Tại chú ba nó kêu vũ ba. Đúng là khai giọng ca vàng trong làng giải trí mà. Giờ cậu biết thời gian mấy anh em mình tới giùm lúc mới nha. Ê cái chơi con nè. Không. Ôi. Thời. Đừng con cá trê con. Ê ở đây có bọt nè. Ở trong đây có bọt nè cái. Đó đó đó. Ngay đây vô. Ừ. Đặt xuống. Con dạo con. Đó, nó có con chiếc trắng tươi nè. Nè thấy chưa, mọi người thấy chưa? Rồi rồi rồi, để mấy ngoài đó. Rồi. Đạp sát vợ vô, sát vợ vô. Nè. Sát vợ vô. Đó, nó vô rồi nè. Không không, cái gì? Cái gì? Kỳ vậy, xây ra đen thui. Làm lại. Trời ơi. Hết hồn luôn. Không vậy kỳ vậy, vô nữa, cá trê nữa. Úc ơi, không vào. Nhìn là biết không vào rồi. Dạo đâu không dạo. Mình phải chiến thắng bên này. Muốn chiến thắng hả? Nằm ngủ đi. Mơ. Cái miếng nào mà. Đâu. Để mà ai gì nữa, cái đuôi nó bự lắm mà. Nào. Mẹ ơi, nhớ xíu được. Con cá gì ta? Nhìn lạ vậy chứ. À. Con cá trắc. Cá trắc là con cá gì không? Mới cá nhờ con cá linh gì đó, cá linh kìa vậy đó. Nó màu đỏ. Đâu. Mẹ. Xíu à. À, con cá gì đẹp ghê luôn nè mọi người. Nè, nó màu đỏ nè. Lúc trước mấy chú cháu mình xúc đây quá trời nhiều luôn, bữa nay người ta bơm nước vô nhiều quá. Anh em ơi, dừng tay chân lại đi, đừng xúc nữa. Dạy. Lúc mới này không có đâu, khỏi xúc. Giờ dò cho anh năm cục đất đi, có trò chơi này vui lắm. Ok. Giờ anh sẽ vẽ cái vòng tròn. Nó. Rồi chia làm 5 ô, tương ứng với 5 thằng. Đó. Tên của thằng Hiếu nè, thằng Phong nè, thằng Anh nè, thằng Nam nè, thằng Kho đó. Ủa thằng Anh là thằng nào anh Phong? Thằng Ke.
Vậy hôm nay mình được làm anh rồi. Mấy em mình nghe lời anh chút xíu nè. Mấy cục sình mình sẽ bỏ vòng vòng ngoài nha, còn ở giữa này mình sẽ đặt cái chai xuống. Dạ. Yeah. Mình xây. Gom lên tao nói được chưa nè. Ok. Đây là mấy viên đạn nha, 5 viên. Giờ xây cái này đi. Giả sử vô tên tao. Xong cái tao chạy lấy cái ô vuông này. Đứng trong ô vuông này tao né vòng vòng trong ô vuông này nè. Mấy bay đứng nặng cái mức đó, mấy bay chọi á chứ không chạy theo chọi đâu mày cái chát. Cái thằng nó có 1 cục à, chứ không được 2 cục đâu. Rồi bắt đầu chơi nha. Ok. Ở đây là gì không? Thì cái mức mấy bay đứng đây chọi đó. Gần tao sát bên gì chọi dễ dính à. Dạ dạ xuống đây nha tụi bay. Trên đây cháu không thấy đường. Rồi vô vô nè. Rồi vô vô lẹ lẹ. 1, 2, 3. Không! Không! Vô! Ngồi đứng cùng à! Để tao quay cho. Đứng ra ngoài hết. Tao nào nó đứng. Rồi, xây nè, 2, 3. Xây, 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 xây. Cục cái này do họng Hiến Mập mới vừa nè. Tại vì cái họng Hiến Mập nó bự lắm. Đó. Cục nãy biết mắt anh không nè. Trời ơi, chữ nghĩa giờ nó tan hết rồi, của ai nó nhớ nha. Còn đây nè. Còn ở đây nè. Có đứa xin. Trời ô ai nấy đứng luôn đi. Rồi. Mà anh lên. Nghe xì ke. Bấm bấm bấm. Đem cá đi tổng kết nè. Rồi, lắm. Điểm cá đi. Điểm cá đi. Xì ke đổ 3 con. Đó. Mấy con xì ke 4 con, khỏi cần điểm đi. Con. Con. Mấy con? 1 con. 2 con. Nè, để điểm cho. Điểm cho. Của em tự điểm 1 2 3 4 5 6 con. 6 con. Phong xù mấy con? Đó, con 4 con. Về nuôi đó. Rồi, phong xù 4 con. Con dạ. con. Rồi, Nam Lùng đổ ra coi. Con có con khổng lồ luôn. Con 3 con quá. Ơ trời ơi, con mấy chầu. Nam Lùng 4 con luôn. Khá đen. Con 4 con, bà con 3 con. 3 con. Mùa này cái lithium hơi hiếm nha mọi người. Nè, được mấy con à, 4 con. Chỉ có Hiếu Mập được gỗ bự, nó đi siêng năng nó mới được nhiều thôi. Được 6 con. 500k ngày hôm nay thuộc về Hiếu Mập. Tại ta đem chỉ ta xiên ta xúc thôi. Chứ không phải gỗ bự hơn ta hả? Rồi giải nhất hôm nay thuộc về Hiếu Mập. Yeah. Đây 500k thuộc về con. Cảm ơn Út nha. Buồn thiệt chứ. Tiền này dữ Út cho sữa ngon rồi. Không để tiền đi học. Mua đồ ăn ăn mất béo phì ha. Báo cha báo mẹ. Thôi nói gì nói với tôi. Để 500k này mua thịt heo nướng ăn. Hả? Con hứa ra. Các bạn coi video nhớ ủng hộ mấy cháu mình nha. Hãy like đăng ký cho mấy cháu mình có động lực làm tiếp nha. Mùa này cá lê thì hết. Mà sáng giờ xúc cũng ít đó. Được có 4 con. Ta được có 6 con. Ta được 5 con lận mà sáng 1 con rồi. Với 1 con xúc vô nhảy ra nó là 6 con. Em cũng được 5 con mà ăn cắp con Hiếu lấy lại. Với con nằm trong cái bọt á mà tôi chưa xúc được 7 con. Em còn 100 con cái thế này nè. Nhưng mà nằm dưới đĩa em chưa bắt lên. Không có gì thôi. Đừng có biện minh. Rồi bây giờ tối rồi mấy chú cháu mình về nha. Yeah. Video mấy chú cháu mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo nha. Bye bye, bye. Go, yeah. Go.